các bạn đã trở lại đến với channel của mình. Ở đây là Dark Soul 2 Part 2. Mình đang ở Manchula đánh nhỉ. Ôi, đồ bóng đẹp không? Và để cho các bạn biết luôn là mình cũng đang xài cái mẹ full hết mẹ cấu hình rồi nhưng mà vẫn như kích. Mẹ refix vẫn như kích. Cứ như mẹ game từ thời kỳ đồ đá. Rồi đi biết đâu. À nhầm rồi, cái này đang đi lên chỗ ban đầu. Nhầm. Đi đâu bây giờ nhỉ? Vẫn chưa đâu. Biết dê có gì không? Ủa tối vậy? Chuyện đang sáng 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 đi vào tối. Ủa là phật. Sống sắt kìa. Ủa không biết để sống sắt làm gì cơ. Để này làm gì ấy nhỉ? Con này nó chưa vào đây đâu. Ủa điện. Contraption do not move. Kẻ bồ mày còn quan tâm. Vẽ rộng. Ô, rượu ngon. Chế vãi cái kiểu mà cứ để post lên PC mà nó cứ để cái dấu cái button của console ấy. Kiểu chết luôn. Rồi xuống đây làm gì bây giờ mày? Quan. Sẽ đi lên lại. Ô, cây đuốc lấy được ta? Kiểu mấy thằng mẹ thẩm du tinh thần rồi vào xây lâu đài để thẩm du tổ đi 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 kia xem dù gì thì mình cái show của mình cũng là không chết cũng chả liên quan. Confident là gì nhỉ? Offer all stone you must belong to this covenant to make. Oh, không biết gì hết. We set you upon. No. Cái mẹ nó chả trâu quá. Chả trâu như CF luôn. Nhạc ảo não nhờ. Game đã khó rồi còn thêm cái chuyện thẩm du tinh thần này đi. Không nhảy nhảy. Nhảy rồi. Cách nào đấy mà hình như là lúc trước mình đi mà thấy một cái gì đó. Cách nào lên được? Cái kiểu như xác ấy. Không cái nào lên được đấy. Đây các bạn nhìn đấy. Có cái xác ở đấy. Nó không cái nhảy. Mà anh hùng anh cái tử bạn kích không biết nhảy kiểu mẹ gangster trong mẹ GTA Vice City
biết bơi. Thơm. Gì không? Ồ, có rương kìa. Ngon. Pick up item. Đại xây một cách rất là vô học. Đây thằng này mẹ tổng hợp của GTA Vice City luôn. Tức là không biết bơi. Vẫn số anh rất là thơm. Thôi không nhảy đâu. Tham thì thơm. Rất nhỏ là số anh không biết bơi. Forest of Fallen Giant. Giant là thấy không thích cái đấy. Vừa học được một vài chiêu của The Red Rat để đánh xong rồi kiểu lùi về sau. Trên channel YouTube của The Red Rat. Đấy, đấy biết ngay. Để xem ra rồi. Đấy cũng là bắn bây giờ. Mũi tên bay rất là áo diệu nhá, bay kiểu bay được vòng ấy, cực kỳ áo diệu luôn. Ô đủ. À đủ. Pick up này. Pro Ring Knife. Phóng dao á. Phóng dao á. Xem nào. Đâu. Pro Ring Knife. Throw at enemy kìa. Kinh vãi. Phóng dao rồi. Ở đây đây là cửa ải của boss. Vô mới chết. Chắc nghĩa là mình đánh xong con boss này sẽ chia tay. Hello. Adu, adu. Bọn này ngu lắm, bọn này biết leo thang. Ôi, biết leo thang à? Ôi, chỉ thấy boss không biết leo thang mà. Chết rồi. Đây. Ôi thấy boss không biết leo thang mà. Ok, đã diệt hết cái lũ mẹ bè phái đó rồi. Bây giờ đi lên cầu thang. Còn một lũ nữa. Đông lắm cơ. Tụi này chả châu lắm. Châu đây mát. Trời. Ấy. Ai nào mua ai trả châu đây. Ui. Kêu chưa chết. Chết rồi. Ố. Đặt nào chưa chết nhỉ. Trời. Lại phải online game rồi.
mắn kìa. Ô thằng ngu hỏng kinh. Ốp hết stamina rồi, chết rồi, phải ăn lay em rồi. Quên là chạy nó chiếm stamina của mình chứ. Nó tí nữa trên trời ơi, lại gặp boss rồi. Xong không lấy được vũ khí nữa nhỉ. Mẹ phải xài cái cây mẹ ra rách này. Biết xài này được. Còn nó nào tao thử á. Cho tao một kiếm. Lấy cái đấy làm gì. Live game. Thông với live game à. Broken stand. Mày bị, ô mày bị não à. Equipment bit. Oh ngon. So bây giờ mình sẽ đánh thức boss dậy. Hay là thôi nhỉ. Phải đánh thức chứ. Oh. Hello. Chết rồi. Anh lay em. Lay em. Thôi. Đừng. Kiểu trẻ trâu. No. Tăng. Chết rồi. Nhìn anh ấy kìa, trẻ trâu quá. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Xin chào đẹp trai. Xin chào anh. Ôi, nhảy. Chạy thôi. Ôi, trượt kìa. Chạy nhanh vậy. Anh tính làm gì ấy. Oh fuck. Fuck. Thằng này nhanh 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 nhanh. Chạy chạy. Ủa sao lại có thằng này. Đẹp trai mà chơi mới dậy quá. Mẹ kia. Vãi cả anh. Anh chơi chưa đứng lại đi. Ô oh. Sao nó biết, nó biết leo đâu. Con này ngu lắm. Boss mà ngu lý lát à. Nhỏ. Nhỏ cho anh. Anh sẽ làm gì tôi bây giờ. Anh sẽ thông tin tôi ra. Có đâu. Chỉnh đâu anh thông. Ôi con này tới gần thế. Đi xa xa đấy tao còn chạy.
Chết rồi, nó tới gần thế này. Lùi lại kìa. What? Mỗi lần đánh nó phát là nó cho kiểu chạy trâu. Ở đây cũng nó chạy nhanh vãi. Usain Bolt rồi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Cố lên. Usain Bolt rồi. No, có một tí máu nữa thôi. Ba lần vì cái tụi mẹ trẻ trâu này, tụi đang chết nào nằm vất vưởng này, không có nút ngồi nữa, để yên cũng xịt vào đầu hết nhỉ. Ô tụi trò nhảy 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 nhảy, ôi kinh vãi, ôi né được kìa, mình né được kìa. Làm gì mày? Ta điểm tình. Oh fuck. Tí nữa dính. Ôi, không né được. Chết rồi. Anh ấy lại kêu thêm một trái dâu. Anh ấy lại kêu thêm một trái dâu. Chịu quá. Kinh vãi, ôi mình hay vãi. Tốn một máu luôn. Ấy, anh ấy chuẩn bị xuất chiêu trả châu. Chém thêm phát nữa. Chạy. Ôi, anh ấy đứng đụt rồi kìa. Ôi, anh ấy lại đứng đụt rồi kìa. Anh ấy lại đứng đụt rồi, anh ấy không đứng đụt ra rồi. Quá là điều bình thường luôn. Fuck. Fuck anh ấy, đừng, đừng anh ấy. Đừng. Hên quá nè, lay game. Yeah, bitch it. Yo, you fucking die. Oh, oh, le, le. Oh, le. Ok, kiếm mới. Kiếm này phải ngon này. Đây phải không nhỉ? Cái này thì đợi. Nice. Wow. Wow. No. Kiếm này như kích. Đổi sang kiếm một lấy. Nhìn nó bán cũng được. Không có đổi. Đây mình sẽ đứng trước cái cổng này. Và đây. Get the end of part 2. Dark Soul. Và từ từ ăn cái cho nó trở lại người bình thường. Anh đã trở lại thành bé đẹp trai ngày xưa. Ok, chào các bạn và các bạn nhớ like, share and subscribe để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. YOLO.